Đầu tiên cho phép xin tự giới thiệu, tôi là Đinh Tiến Lâm, đến từ Hà Nội, hiện tại là một sinh viên khóa 3 đại học EdX. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với bộ môn nghiên cứu con người. Thì trước khi vào video ngày hôm nay, em muốn hỏi mọi người một câu hỏi khá là đơn giản, đó là mỗi khi mà mọi người bị ho, bị sổ mũi hay là phát xì, thì mọi người có để ý là lúc đấy bản thân mình bị làm sao hay không, hay là chúng ta chỉ bơ nó đi, lảng nó đi và coi như là đấy là một thứ rất là bình thường. Những cái vấn đề nhỏ nhặt của con người chỉ là một cái nháy mắt hoặc là một cái hành động, ví dụ như là bị ho chẳng hạn, nó cũng phản ánh là cơ thể chúng ta đang có những cái phản xạ lại đối với môi trường. Chúng ta chỉ cần để ý những cái nhỏ nhặt như vậy, chúng ta để ý những cái tiểu tiết như vậy, những cái hành động gọi là không người ta gọi là không đáng kể như vậy, thì đấy chính là cốt lõi của việc nhìn con người. Tại sao em nói lại nói như vậy? Bởi vì bản chất của việc nghiên cứu, đầu tiên chúng ta phải thực sự quan sát, chúng ta phải quan sát mọi hiện tượng, mọi sự vật, mọi vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta, thì từ đấy chúng ta mới đạt được cái trình độ gọi là nghiên cứu con người. Bất kể cái việc gì chúng ta hành động, chúng ta làm ban đầu, nếu mà đánh xả theo năm W1H, thì đầu tiên cái chúng ta cần tìm hiểu đầu tiên đấy là why, đấy là chúng ta cần một cái lý do, chúng ta cần một cái mục đích để chúng ta bắt đầu nghiên cứu con người. Vậy thì nghiên cứu con người để làm gì? Nghiên cứu con người là để chúng ta thấu hiểu con người, và từ đấy chúng ta giải quyết được tất cả những cái mối quan hệ nhân sinh của loài vật trên thế giới. Bản chất của thế giới này chỉ là làm thế nào để sống vừa lòng người ta, làm thế nào để sống thỏa mãn mình, làm thế nào để thấu hiểu mọi người, và làm thế nào để giải quyết tất cả những cái mối quan hệ giữa người với người ngoài cuộc sống. Mọi người biết thử để ý và xem tất cả những cái hoạt động thường ngày, ví dụ như là buổi trưa chúng ta có thể đi đến một quán cơm để ăn, thì cái việc mà chúng ta gọi món của cô chủ quán cơm, hoặc là chúng ta nhờ một anh nhân viên ở đấy lau hộ chúng ta bàn, thì từng cái chi tiết nhỏ nhặt như vậy chúng ta đều cần phải chú ý, chúng ta đều cần phải để ý là mình nên nói như thế nào để cho họ cảm thấy là thoải mái, họ cảm thấy là không bị ép buộc, mình nên nói như thế nào để cho họ thấy là thực sự là mình muốn được cái có thể truyền tải mong muốn của mình ra, và họ sẽ không cảm thấy là họ bị đàn áp quá nhiều, có nghĩa là cái cảm xúc của họ sẽ không bị tụt dốc, và họ sẽ làm cái việc mà họ ưa thích và rất thoải mái. Bản chất con người cũng sẽ phân ra làm hai hoạt động thường ngày, một là play, một hoạt động play có nghĩa là chúng ta hưởng thụ những cái thành quả lao động, chúng ta tiêu tốn tài nguyên chính chúng ta đã tạo ra. Hành động thứ hai là hành động do có thể làm, bởi vì để cân bằng giữa cái việc mà chúng ta tiêu tốn cái tài nguyên thì chúng ta phải có một thời gian chúng ta làm việc, chúng ta tạo ra cái tài nguyên đấy. Ví dụ như là mọi người hay được nghỉ ngày cuối tuần đúng không ạ, thì người ta thường là làm việc trong tuần là làm được 6 ngày và nghỉ ngày chủ nhật. Vậy thì có phải là 6 cái ngày đấy, 6 ngày phía trước đấy chúng ta chăm chỉ làm việc, chúng ta cần được làm việc để chúng ta đáp ứng được ngày chủ nhật, chúng ta được nghỉ ngơi, chúng ta được thoải mái, chúng ta được có thể có những hành động giải trí, có cuộc đi chơi, hẹn hò, thì có phải là chúng ta cũng phân ra làm hai hướng, đó là hướng play và hướng do. Tức là đấy là để cân bằng lại cái việc mà tiêu tốn tài nguyên, chúng ta phải hành động là tạo ra tài nguyên. Ví dụ như mọi người có thể là khẳng định là một tuần chúng ta có thể nghỉ đến 5 ngày. Nếu như mọi người khẳng định là hai ngày còn lại trong tuần tôi có thể là hai ngày còn lại tuần tôi có thể làm tạo ra tài nguyên đủ để cho 5 ngày kia tôi ăn chơi thoải mái, có nghĩa là chúng ta chỉ cần làm và cân bằng giữa việc là tiêu tốn tài nguyên và tạo ra tài nguyên, thì từ đấy chúng ta sẽ cân bằng được cuộc sống. Và mục đích của nghiên cứu con người chỉ để dạy chúng ta biết cách làm thế nào để chơi, làm thế nào để hưởng thụ, làm thế nào để làm việc một cách thật hiệu quả. Tiêu đấy là tất cả những cái mối quan hệ ngoài xã hội chúng ta sẽ được giải quyết, sẽ được tăng thêm cái tình thân nếu như ta biết giải quyết
nếu như ta biết giải quyết mối quan hệ giữa người với người đấy, ví dụ như là chúng ta hiểu bản thân mình muốn gì, ví dụ như là đi đến gặp một khách hàng chẳng hạn, đi đến gặp một đối tác, chúng ta chuẩn bị làm ăn, chuẩn bị có những ký kết hợp đồng, thì ngay cái lúc mà chúng ta đưa cho họ lời đề nghị thì thứ nhất là có khả năng là chúng ta sẽ hiểu và sẽ nghĩ là họ cũng sẽ giống mình, họ cũng sẽ thích những cái gì mà nó rẻ nhưng mà chất lượng của nó phải cao, bởi vì đều chúng ta là con người mà, chúng ta biết là bản thân mình như vậy, chúng ta hiểu bản thân mình như vậy rồi thì với đối chúng ta ánh xạ cái điều đấy lên người khác, người ta cũng hay gọi là xuyên của ta ra một người. Điều đấy là nếu như chúng ta không có cái phép quan sát, không có những cái hành động nhỏ nhỏ, chúng ta để ý từng cái tiểu tiết của bản thân chúng ta, chúng ta không biết khi nào chúng ta vui, không biết khi nào chúng ta buồn, không biết khi nào chúng ta cảm thấy áp lực, không biết khi nào chúng ta cảm thấy vui vẻ. Thì nếu như chúng ta không để ý những cái lúc đấy, mà bây giờ vấn đề nếu như chúng ta làm việc đối với những cái người mà họ có những cảm xúc khá là trái chiều đối với chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể nào mà cộng hưởng được hai cái tầng cảm xúc bây giờ, năng lượng của chúng ta đang bị trái đối nhau, thì cái công việc tiếp theo, cái con đường làm ăn lâu dài phía sau sẽ không được đảm bảo, sẽ không được ổn định và sẽ xảy ra khá nhiều mâu thuẫn. Nếu như chúng ta không để ý, không quan sát những người nhỏ nhặt đấy, thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn giữa cái hiện thực khách quan và ý thức chủ quan. Cái này nói nó khá là học thuật một chút, nó khá là khó hiểu một chút, bởi vì em giải thích cho mọi người. Ví dụ như là em bảo với mọi người là những người ví dụ như là chúng ta nhìn thấy một con người làm xấu chẳng hạn, ví dụ như là một việc tốt đi, một việc tốt lấy ví dụ sẽ khá dễ hơn. Ví dụ là chúng ta gặp một người cho tiền người em xin ở bên ngoài đường, thì ngay cái lần đầu tiên chỉ là thoáng qua thôi, và chúng ta sẽ ghi nhớ hình ảnh đấy, và ngay lúc đấy, ngay thời điểm đấy, chúng ta đã bị hiện lên trong đầu suy nghĩ đấy là họ là người tốt, họ biết giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Mặc dù cái giữa cái việc hiện thực là người đó chỉ cho tiền thôi, nhưng mà chúng ta lại nghĩ thế nào đến cái việc là họ là người tốt? Cái này gần giống với việc là chúng ta sẽ bị phơi nhiễm, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái thứ xung quanh. Chúng ta gặp một cái thứ đấy quá nhiều thì mặc nhiên chúng ta sẽ nghĩ đấy là điểm đúng đắn. Ví dụ tiếp theo là chúng ta để ý thấy cái những cái lời người ta nói, mặc dù có thể là bâng quơ, có thể là người ta vô tình nói ra, nhưng mà chúng ta lại cứ vơ vào mình. Ví dụ người ta đang họ đang bên ngoài kia, một đám người đang nói với nhau về chuyện gầy béo chẳng hạn, thì những người về bất cân đối mình một chút thì lại cứ nghĩ là hình như họ đang nói mình thì phải, hình như họ đang nhắc khéo mình thì phải, và mình cảm thấy tự nhiên cảm thấy rất xấu hổ, tức là tủi thân vì cái vấn đề là mặc dù người ta đâu có nói mình đâu, nhưng mà thực sự là lúc đấy chúng ta đã bị nhầm lẫn giữa hiện thực khách quan và ý thức chủ quan. Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ phải luôn luôn đặt mình vào trạng thái là quan sát người khác. Đầu tiên chúng ta phải quan sát bản thân mình trước, sau đấy chúng ta sẽ quan sát người khác, và khi mà quan sát chúng ta sẽ ở trong trạng thái tỉnh thức, chúng ta sẽ có lý trí, chúng ta sẽ có đầu óc, và chúng ta sẽ suy nghĩ được mọi cái thứ xảy ra xung quanh mình, mọi thứ xảy ra xung quanh mình, và từ đấy chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn cũng sẽ không bị phơi nhiễm. Tiếp theo đấy là nghiên cứu con người để chúng ta hiểu được tâm trạng của con người, hiểu được tâm lý của con người và cái đồ thị lên xuống cảm xúc của con người. Ví dụ như là chúng ta để ý những cái thứ xung quanh đều có một cái chu kỳ nhất định, đều có một cái vòng lặp lại nhất định. Ví dụ như là một tháng thì sẽ có 4 tuần, một tuần thì được 7 ngày. Ví dụ chúng ta sẽ cứ lặp lại những cái điều đương nhiên như vậy thì mặc nhiên nó là đúng, như đó là hợp lý. Chúng ta đều hiểu là đều biết là một năm sẽ có 365 ngày, đúng không ạ? Năm nhuận thì sẽ thêm một ngày nữa, thì sẽ thường xuyên xảy ra những điều mà được gặp lại như vậy. Thì học nghiên cứu người để chúng ta hiểu được cái chu kỳ đấy, cái chu kỳ lên xuống cảm xúc, chu kỳ lên xuống của tuổi tác, của sức khỏe, của mọi thứ,
của thiên nhiên cũng như là về bản thân chúng ta lên xuống như thế nào, chu kỳ như thế nào, thì từ đấy chúng ta sẽ phân tích được là những cái ngày này nên làm gì, đúng không ạ, để phù hợp với bản thân mình, để phù hợp với con người của mình, và từ đấy chúng ta sẽ ánh xạ với lên người khác, áp dụng cho người khác. Thì có phải là những cái thiên thời, những cái địa lợi, những cái cơ hội, những cái mấu chốt để chúng thành công là chỉ để là chúng ta sẽ chờ đợi đúng một cái cơ hội đấy, chúng ta chờ đợi cái chu kỳ đấy lặp lại đúng một lần nữa và tôn chúng ta lên cao, đúng không ạ? Cái cơ hội sẽ lặp lại, cơ hội đấy sẽ lặp lại đối với mình và chúng ta chỉ cần chờ đợi và chúng ta sẽ nắm bắt cái cơ hội đấy thì chúng ta sẽ thành công. Ví dụ như là nếu như cho tôi một 5 tiếng để chặt cái cây chẳng hạn, thì tôi sẽ không dùng cả 5 tiếng đấy để chặt cây, mà tôi sẽ dùng 4 cái tiếng đầu để tôi mài cái gì của tôi trước, cũng hiểu như là để chuẩn bị cho một cái cơ hội sắp đến, để chuẩn bị cho một cái những cái điều tốt đẹp sắp đến với mình, thì cái khoảng thời gian đấy không phải là chúng ta nằm hoặc là chúng ta ngồi, chúng ta rung đùi, chúng ta thoải mái để đón nhận đấy, thế thì sẽ lại là một cái điều may mắn. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho mình những hành trang, chuẩn bị cho mình những cái điều gọi là kỹ năng để làm thế nào chúng ta nắm bắt được cái thời cơ đấy, chứ không phải là may mắn có được. Vậy thì bây giờ của hôm nay đã là buổi thứ 3 của buổi nghiên cứu con người, chúng ta cũng đã hiểu được phần nào là thầy Hùng đã đưa bộ môn này vào giảng dạy vì mục đích gì, để chúng ta hiểu thêm về con người, hiểu thêm về bản thân chúng ta, để bảo vệ sức khỏe của mình, bảo vệ ý chí của mình, bảo vệ cảm xúc của mình, không bị những cái sự vật hiện tượng bên ngoài ảnh hưởng vào và không bị phơi nhiễm. Chúng ta sẽ luôn đặt mình trong trạng thái tỉnh thức và sẽ thành công hơn trong con đường của chúng ta sau này. Và đến đây thì video của em đã hơi dài. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi, chú ý trong thời gian của video, và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau.